Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2021, chùa Hội Hóa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho bốn hoàn cảnh dưới đây. Cụ Hương do chị gái ẩn danh ở phương xa tài trợ là 500.000 lần thứ 49, và cô Lộc do chị Ngọc Lâm tài trợ là 600.000 lần thứ 49. Bạc Phương do em gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500.000 lần thứ 49. Và bạc Phương do chị gái do chị Ngọc Lâm và Huỳnh Nga tài trợ là 500.000 lần thứ 39. Thì cô cũng xin đại diện cho bốn hoàn cảnh cảm ơn bốn nhà tài trợ đã hỗ trợ cho bốn hoàn cảnh này. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc và cảm tường như ý, và vượt qua mọi khó khăn trong cái đợt dịch. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn hai chị Ngọc Lâm nhé, là tài trợ cho ông về và 500.000. Cảm ơn hội Hồi Đức chùa Đồng Phú. Cảm ơn em gái ông danh ở quận 1 Tây Hồ mà tận tình giúp đỡ cho mẹ con mình được tháng 500. Cảm ơn Long cho sống cảnh. Cảm ơn chị gái ông danh phương xa giúp đỡ mẹ con mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại diện chứ mình thôi thì cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho các phòng các con. Xin chúc các nhà tài trợ sức khỏe, hạnh phúc và Thank you.